Hello chị, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị và thân yêu gần xa. Mới nhất trong ngày hôm nay, em An sẽ lên sóng giới thiệu nhanh cho chị mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2022, số sàn, và chiếc xe này đang lăn bánh 9.000 cây số thôi chị nhá. Vios E 2022 được trang bị cho chị mâm phay rất là đẹp mắt. Đấy. Một mẫu xe hạng B quốc dân rồi. Rõ ràng với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu của dòng Toyota thì chúng ta không phải bàn cãi quá nhiều. Và đây là một chiếc xe rất lướt đây chị nhá. Và nếu như so với xe mới thì anh chị cũng tiết kiệm được vài chục triệu thôi, không quá nhiều với chị nhá. Nhưng đây là một sản phẩm lướt sẽ dành cho những anh chị nào thích tiết kiệm đúng không ạ? Và đang có tài chính không quá dư dả thì mình có thể là mua những sản phẩm lướt này. Đấy. Rõ ràng nó sẽ không chênh với xe mới quá nhiều. Và đây là một chiếc xe đi 9.000 cây số. Nếu thời điểm này anh chị mua, em An sẽ báo giá mong muốn là 465 triệu, nhưng anh chị thực sự nhanh gọn thì chỉ thì em An sẽ để cho chị 455 triệu cho mẫu Vios 2022 này. Số sàn anh chị không? Đấy, phần đầu xe cũng đã thay đổi so với phiên bản cũ rồi. Nhìn rất là khỏe khoắn và thể thao. Cụm đèn pha thì ở đây vẫn là đèn pha halogen, đèn gầm sương mù. Và được trang bị cho anh chị mâm phay thể thao. Tất cả dàn vỏ này là nguyên bản theo xe 9.000 cây số. Em này là đầu 2022 tuần vỏ, thế là tuần 50 năm 2021, mâm phay nguyên bản đây. Xinh nhan tích hợp ở phần gương chiếu hậu, các tay cửa thì là đồng màu. Tay cửa đồng màu anh chị không? Vỏ còn rất là sâu, rất là dày đúng không ạ? Mâm phay 4 thăng đi ABS. Mâm rất là đẹp luôn. Các góc cảng này vẫn còn nước sơn zin này anh chị này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và liền nào 2022. Và nội thất của Vios 2020, 2021, 2022 sẽ là tông màu đen anh chị nhá, nhìn nó sạch sẽ hơn. Đó. Vios là mẫu xe mà người mua để sử dụng, để chạy dịch vụ khá là nhiều. Đơn giản bởi vì lành xe, bền bỉ và thực sự là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? 9.000 cây số rồi cho mẫu này. Và em nghĩ rằng cũng không phải bản quá nhiều. Em này thì cũng có sơn dặm một chút anh chị nhá, không quá nhiều đâu. Sơn dặm là cái vấn đề rất là khó tránh được, bởi vì đã di chuyển ngoài đường, đã đi lại thì chúng ta rất là khó đúng không? Quan trọng là nó không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu. Màn hình cam lùi đầy đủ hết. Và em này đã bọc trần ni lông sạch sẽ cho chị rồi. Toyota Vios bản E số sàn 2022 chị. Mọi chi tiết là nguyên bản, chưa tháo mở cần đụng. Keo chỉ bao zin cho anh chị, tất cả là cabo 4 ngăn cửa, gốp sau là nguyên bản. Mức giao nhiên liệu dao động khoảng 5.92 lít thôi. Hàng ghế thứ hai đây cũng khá là rộng rãi đúng không ạ? Rõ ràng ở Vios thì không được trang bị hốc gió điều hòa ghế sau như là Accent hay là City. Nhưng về cơ bản thì dàn lạnh của dòng Toyota cũng rất là ổn đấy chị ạ. Nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến độ làm mát đâu. Tất cả là zin tuyệt đối nha, zin tuyệt đối luôn. Cam kết bằng văn bản, tất cả sản phẩm bán ra sẽ cam kết bằng văn bản. Chiếc này đeo biển tỉnh anh chị ạ, biển tỉnh 68, hai mắt cảm biến sau. Vios E, anh chị có thể vào website siêu thị ô tô Bình Dương.com để cập nhật hình ảnh. Và thời điểm này thì bên em An không hỗ trợ banh anh chị ạ, phải qua Tết âm lịch anh chị ạ. Em An mới hỗ trợ banh được. Thời điểm này cũng rất là cận Tết rồi, thời gian nó không quá nhiều để mà hỗ trợ banh cho chị được. Hầm bánh đây, sơ cua là cũng chưa lăn đâu anh chị nhá, sơ cua là chưa lăn này. Đấy, còn rất là mới. Mâm này là giống với mâm bên ngoài luôn. Đó, vỏ sơ cua giống với vỏ bên ngoài. Mọi chi tiết là cam kết cho chị là không cấn đụng ha. 2022 đây, các góc cảng, cảng trước cảng sau rất là đẹp đây, chưa sơn lại này. Đấy, nó có những cái lắc keo này. Đấy, cảng trước thì sơn rồi chị nhá, còn cảng sau là chưa sơn này. Vỏ mới tinh luôn. 2022 số sàn bản Vios thì chỉ điểm đó thì đây là bản số sàn cũng đầy đủ hết rồi, màn hình ghế da đầy đủ hết anh chị ạ. 2022 465 và em An đầy chị 455 triệu. Xe đã được lên chị vè mưa hay là phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi, 455 thôi. Và chị đã có một em hàng lướt rồi. Thực sự là đây sẽ dành những chiếc xe dành cho những anh chị nào đang mong muốn kiếm một chiếc xe vừa đi gia đình, vừa chạy kinh doanh và mình tiết kiệm được so với xe mới. Đăng kiểm còn đến tháng 9 năm 2024, chiếc xe đăng ký là tháng 3 năm 2022 chứ nhau. Đấy. Lăn bánh tính ra được khoảng 8 tháng đúng không ạ? 8 tháng nhưng chủ xe mới đi có 9.000 cây số thôi, chưa hết lô đai. Xe đã chất lượng cũng là ok. Đấy. Đây. Đây là phần khoang động cơ 1.5. Đó. 1.5 máy trắng đây. Rất là đẹp. Nhẹ nhàng êm ái đúng không ạ? Và em này thì anh chị vẫn còn bảo hành hãng nhá. Đây là tất cả những cái sản phẩm này anh chị bảo hãng bảo hành tuyệt đối là không đâm đụng vào hay là những cái chi tiết này, nguyên bản hết. Cabo đây,
cabo là tem cabo zin này. Tem cabo zin tuyệt đối luôn. Cho mẫu này 2022 465 triệu đồng và em An đã đưa chị 455 triệu đồng mình nhé. Nguyên bản tuyệt đối hết. 465 đưa chị 455 triệu. Rồi ok, em An vừa gửi đến tất cả anh chị và thân yêu của em An rất nhanh một chiếc Toyota Vios bản E số sàn 2022 và em xe này mới lăn bánh 9.000 cây số thôi. Mức giá mà siêu thị ô tô Bình Dương đang mong muốn là 465 triệu đồng và anh chị nhanh gọn em An để chị 455 triệu. Bao rút gốc và tất cả sản phẩm bán ra sẽ được cam kết với chị Bảo làm từ chị vàng rất là lớn ngay mặt tiền siêu thị đây. Rồi, cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi và anh chị cần tìm hiểu xe, cần tư vấn xe thì có thể lên trực tiếp với em An siêu thị ô tô Bình Dương. Còn rất nhiều những sản phẩm xe cũ chất lượng để gửi đến tất cả anh chị. Mới nhất thì chiếc Toyota Rush chuẩn bị lên đường về Đắk Lắk. Rồi một nữa cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi em An. Xin gặp lại, xin chào.